Kính chào bà con, hôm nay ngày 31 tháng 5 2021, chúng tôi tiếp tục chia sẻ giá mủ cho bà con. Thì trước màn ảnh đây là những thông tin giá mủ mà bà con bán mủ được trong ngày và cái giá như thế nào thì bà con chia sẻ về để chúng tôi tổng hợp lại và chia sẻ rộng rãi đến tất cả bà con được biết. Thì chúng tôi đại diện tất cả bà con ngành cao su cũng cảm ơn những cô bác anh chị đã ủng hộ gửi những thông tin giá mủ hàng ngày. Thì ngay sau đây chúng tôi chia sẻ giá mủ của ngày 31 tháng 5 như sau. Ở Cà Tum cũng như là Bố Túc, Tây Ninh thì anh Nghĩa chia sẻ mủ nước là 365 đồng trên một độ. Và anh Nghĩa cũng là chủ thầu của nhiều lô cao su. Hiện tại thì có hai lô, đó là anh muốn bán là 60 hecta, muốn cạo chia đôi chứ, cạo chia đôi 60 hecta giống rêu 4, chia đôi 5 năm, và 8,4 hecta. 60 hecta này thì ở Cà Tum, còn 8,4 hecta ở Bổ Túc Tây Ninh thì anh bán với giá là 36 triệu trên một mẫu, bán 2 năm. 2 năm á bà con là 36 triệu ha. Và không cần đặt cọc trước. Chỉ là giao mũ cho anh. Ví dụ mình cạo mũ rồi mình giao mũ cho anh rồi mình cũng không phải là mình giao hết hẳn, mình giao rồi anh cũng sẽ gửi lại một ít tiền để mà trang trải chi phí. Khi nào trừ hết tiền cây xong thì mình cạo bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu của bà con. Thì một phần cạo thì là 200 kg như anh chia sẻ, và cán dao thì cũng hơi cao, đó là 5,5 m. Thì bà con nào cạo cao được thì có thể liên hệ, cũng như là cái lô mà ngon hơn đó là cái lô 60 hecta đó giống rêu 4 thì cạo chia đôi 5 năm. Thì tùy theo ý thích của bà con thì bà con chia sẻ, bà con lựa chọn cái lô nào thì bà con lấy lô đó ha. Rồi tiếp theo thì ở Củ Chi, An Nhân Tây, thành phố Hồ Chí Minh. An Nhân Tây thuộc Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, mũ nước là 350 đồng trên một độ, mũ chén là 15.000 đồng trên một ký. Anh Tuấn chia sẻ ở Trảng Bàng, Tây Ninh, mũ nước là 345 đồng trên một độ. Anh Thành Dương chia sẻ ở Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận, mũ nước tăng được 10 đồng là 350 đồng trên một độ, mũ chén 16.000 đồng. Anh Thiện chia sẻ cơ sở thu mua mũ Bảo Tín, địa chỉ xã E3, sông Hinh, Phú Yên, điện thoại là 0888 422 133, mũ nước là 360, mũ chén là 16.000 đồng trên một ký, mũ nước là 360 đồng trên một độ. Nhưng mà con anh em Phạm chia sẻ ở Đông Hà, Bình Thuận thì anh Nam Vũ chia sẻ mũ nước dao động từ 365 đến 370 đồng trên một độ. Ở Nắm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, mũ nước dao động từ 360 đến 370 đồng trên một độ. Như vậy ngày hôm nay ở Nắm Nung, Krông Nô, Đắk Nông, mũ nước hạ khoảng 10 đồng. Anh Hà Bùi chia sẻ ở Đắk Cang, Kon Tum, mũ nước là 340 đồng trên một độ. Chị Hằng Nguyễn chia sẻ ở Tân Hà, Đức Linh, Bình Thuận, mũ nước là 365 đồng trên một độ. Anh Sơn Võ chia sẻ ở EK, Đắk Lắk, mũ nước là 355 đồng trên một độ, mũ chén là 17.000 đồng trên một ký. Anh Thắng Nguyễn chia sẻ ở Chân Thành, mũ chén là 15.000 đồng trên một ký, mũ nước là 360 đồng trên một độ. Ở Đồng Xoài, Tân Thành Đồng Xoài, mũ nước là 365 đồng trên một độ. Ở Tân Hiệp, Hấn Quảng là 355 đồng trên một độ. Ở Dầu Tiếng, Bình Dương là 350 đồng trên một độ. Ở Kon Tum, giá mũ dao động từ 330 đến 340 đồng trên một độ. Ở Quảng Bình, mũ bèo là 20.000 đồng trên một ký. Mũ bèo tức là mũ chén á, giá nó khá cao ở khu vực tỉnh Quảng Bình. Ở Hôn Sơn Lập, Thọ Sơn, Bù Đăng, mũ nước là 365 đồng trên một độ. Ở Đắc Tô, Kon Tum, mũ nước là 340 đồng trên một độ, mũ chén là 16.000 đồng trên một ký. Anh Đăng Nguyên chia sẻ Phước Bình thì 380 đồng trên một độ. Tân Quang, Hớn Quản, Bình Phước 360 đồng trên một độ.
Minh Thắng Chơn Thành 350 đồng trên một độ, Bù Đớp 365 đồng trên một độ, Đồng Tâm 370 đồng trên một độ, Bù Gia Mập 375 đồng trên một độ, Đức Liễu Bù Đăng 365 đồng trên một độ, Minh Hòa Dầu Tiếng Bình Dương 360 đồng trên một độ, Gia Lai 330 đồng trên một độ, Đắk Lắk 373 đồng trên một độ, Phú Giáo Bình Dương 355 đồng trên một độ, Sa Thầy Kon Tum 320 đồng trên một độ, Đồng Tiến Bình Phước 365 đồng trên một độ, Thống Nhất Bù Đăng 370 đồng trên một độ. Ở công ty cao su Phước Hòa, mũ nước là 380 đồng trên một độ. Công ty cao su Phú Riềng, mũ nước giảm 5 đồng, mũ nước hiện tại là 375 đồng trên một độ. Công ty cao su Lục Ninh thì mũ nước là 378 đồng trên một độ. Công ty cao su Đồng Nai thì mũ nước loại 1 là 380 đồng trên một độ. Mũ nước loại 2 là 373 đồng trên một độ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ xong giá mũ của ngày 31 tháng 5. Thì chúng tôi cũng chia sẻ lại, nếu bà con nào muốn cần mua cây cạo hành lý cũng như là cạo ăn chia thì hãy liên hệ đến số điện thoại của anh Nghĩa. Số điện thoại là 0977092969 nè bà con. Thì anh Nghĩa có hai lô. Lô thứ nhất là ở Cà Tum 60 hectare riêu 4 cạo chia đôi 5 năm. Và lô thứ hai là ở Bổ Túc Tây Ninh với diện tích là 8,4 hectare bán 2 năm, bán giá là 36 triệu 1 hectare trên 2 năm. Và không cần đặt cọc trước, chỉ giao mũ cho anh và cạo phần cạo như anh chia sẻ là khoảng 200 kg, và cán dao thì cũng hơi cao, đó là 5,5 m. Thì bà con nào có nhu cầu cần mua cây thì hãy liên hệ đến anh Nghĩa ha. Rồi video chia sẻ giá mũ ngày hôm nay chúng tôi xin được phép kết thúc ở đây. Cảm ơn bà con đã ủng hộ, gửi những thông tin giá mũ cũng như là quan tâm theo dõi chúng tôi. Video thì đến đây cũng dài rồi. Xin được phép kết thúc ở đây. Chúc bà con buổi tối ngủ ngon và nhiều sức khỏe. Xin chào.